Hôm nay tôi sẽ dẫn anh em đi một cái triển lãm tiền tỷ luôn, và đặc biệt là về âm thanh Play Show 2022. Bắt đầu thôi. Loa, loa, loa nữa này, loa tiếp, rất nhiều loa. Không những loa mà lại còn nhiều đèn nữa và rất nhiều hệ thống âm thanh khác. Rồi, đến với triển lãm âm thanh 2022 Play Show á, thì anh em sẽ được trải nghiệm và cũng như là tiếp cận với rất nhiều những cái dòng loa khác nhau hay là những cái hệ thống âm thanh giải trí khác nhau. Ở đây thì mình thấy là có rất nhiều những công ty hay là nhà phân phối rất là uy tín về cái mảng âm thanh ở miền Nam này. Hoặc là anh em cũng có thể thấy ở kia có VGI đang diễn ra những cái buổi thử âm thanh cũng như là để cho người trải nghiệm những cái dàn âm thanh cực kỳ là khủng ở đây luôn. Thậm chí nhìn sơ sơ qua trong Play Show 2022 á, thì mình cũng thấy có rất nhiều những cái dàn loa lên đến là nửa tỷ, vài tỷ, hay thậm chí là những dàn loa rất là đắt tiền khác luôn. À, có ba thứ khi mà anh em tới triển lãm âm thanh Play Show 2022 á, đó chính là thứ nhất, karaoke miễn phí trên dàn loa nửa tỷ và còn được ngắm các chị xinh đẹp nữa. Đây nữa này, đây nữa và đây nữa. Nói chung rất nhiều. Ngoài loa ra thì trong này anh em còn được trải nghiệm rất nhiều những cái dàn âm ly các thứ nữa để cho anh em có thể nói chung là cái phần này thì mình cũng không quá rành, nhưng mà mình sẽ để cho những anh em chuyên gia nào đó tới Play Show 2022 để thẩm nhá. Và thứ ba đó chính là có rất nhiều sale để cho anh em tới đây săn những cái món đồ âm thanh, chẳng hạn như là về loa hay là về những cái hệ thống âm thanh hay là những cái hệ thống setup giải trí hay là thậm chí là có cả máy chiếu màn hình nữa các kiểu. TV thông minh cũng có luôn, hoặc là ở chỗ gian hàng của VGI á, sale lên đến 49% anh em ạ. Quá nhiều thứ để cho anh em tới đây. Và một trong những cái không gian mình cực thích trong Play Show 2022 đó chính là không gian của Visionic anh em ạ. Và vì đây là một cái không gian mà anh em sẽ thấy chúng ta sẽ có một khu vực máy chiếu trong một cái show âm thanh anh em ạ. Tại sao lại liên quan? Bởi vì nó cũng liên quan tới giải trí và nó cũng là một cái gì đó giúp cho trong hệ thống giải trí gia đình của anh em á, như là có âm thanh, có máy chiếu, xem phim các thứ vân vân, đúng không? Thì Visionic cũng có ở đây luôn. Ok. Và bên cạnh đó có một cái mình thích nữa này, khi mà anh em tới đây á, ngoài việc là trải nghiệm máy chiếu, anh em cũng có một cái sofa để ngồi. Mát mẻ, máy lạnh cực mát luôn. Ghế là còn êm nữa. Gói máy chiếu. Wow, 4K nét thực sự luôn. Ok, anh em thấy sao về Play Show 2022, một cái triển lãm âm thanh có rất nhiều thứ. Mình nhớ tới để trải nghiệm nha. Ok, bên cạnh đó mình nhớ like, share, subscribe cho Đường NZ. Mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace.